Thank you.
thôi, thì anh xào một tiếng là vứt đi. Đầu kia là cho anh người cái túi hái chè với một cái
màu của em. Cái Đài Loan ấy. Phải giống quá. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.